Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 1. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, bài số 1. Khoanh vào con vật cao hơn trong mỗi cặp. Đây con khỉ và con sư tử, như vậy con này cao hơn. Này là con mèo và con chuột, con mèo này cao hơn. Con đà điểu và con gà điểu này cao hơn. Hai con này thì con gáo này sẽ cao hơn. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Trong mỗi cặp, tô màu vàng cho lọ thấp hơn, tô màu đỏ cho lọ cao hơn. Màu vàng thì thấp hơn đúng không? Và cái này thấp hơn so với cái này, chúng ta sẽ tô màu vàng. Rồi sẵn đây chúng ta sẽ tô màu vàng luôn, cái này thấp hơn chúng ta sẽ tô màu vàng. Thấp hơn chúng ta sẽ tô màu vàng. Rồi màu đỏ vào lọ cao hơn cái này. Cái này cao hơn. Này cao hơn. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A, việc thấp nhất trong ba bảng. Đây là robot, bạn này là bạn My. Đây là bạn Việt. Mặc dù người ta họ không ghi tên, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào đây là chúng ta biết là robot này. Còn này là bạn Việt, là thường thường là viết tên của bạn bạn nam, còn bạn nữ là bạn My. Việt thấp nhất trong ba bạn, như vậy là không phải. Robot cao nhất trong ba bạn, không phải. My thấp nhất trong ba bạn, cái này mới đúng này. Nó qua bài số 4. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp theo mẫu. Cây A, cây B, cây C và cây D. Cây cao nhất là câu D. Cây thấp nhất là cây A. Cây cao nhất là cây thấp nhất là cây cao nhất là cây A. Cây thấp nhất là cây này là cây C. Nhìn vào chúng ta đã biết rồi. Nè. Câu C. Cây cao nhất là cây này, cây A. Cây thấp nhất là cây này, cây C. Chúng ta qua câu D. Cây cao nhất là cây dừa này. Cây thấp nhất là cây D. Cây cao nhất là cây này là cây C. Cây thấp nhất là cây này, cây D. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.